Anh muốn một con bàn phím cơ custom có 31 cái nối, lại còn có led RGB thì bỏ qua ngay con lang tua cho mình. Đây là một con bàn phím cơ hiếm hoa cho cái phân khúc giá rẻ mà có hot swap 5 pin với 3 chế độ kết nối, lại còn có led RGB cực kỳ xịn sò. Của một bên có tên thương hiệu là Cành Cạch, tự build nghe cái tên dị thực sự, với hai cái layout, một cái layout 68 nút và một cái layout 61 nút. Ở cái layout 61 nút với cái tông màu full trắng rất là phù hợp cho những bạn nào mà thích sự nhỏ gọn. Ở cái phiên bản nhỏ gọn này thì nó không có hàng ép này, không có nút home này, nút DNT, nút end hay là các cái nút mũi tên điều hướng. Với cái mạch hot swap 5 pin, anh em có thể thay nóng được tất cả những loại switch khác trên thị trường. Với cái phân khúc giá rẻ này, anh em còn có cả 31 cái nối bằng Bluetooth này, cái nối cổng wireless 2.4, kết nối trực tiếp bằng dây cáp rồi cổng Type-C, cực kỳ là tiện lợi luôn. Và một cái điểm chắc chắn anh em sẽ thích đó là nó có chế độ led RGB cực kỳ là đẹp luôn. Kết hợp với keycap Sunet nó làm nổi bật nên nhìn đẹp. Nhưng lách với cái layout 68 nút thì nó lại đầy đủ hơn, thuận tiện hơn cho anh em khi sử dụng. Nó có nút home, nút DNT, nút end và 4 cái nút mũi tên điều hướng. Mỗi tội là ở cái bản này keycap của nó lại không Sunet anh em ạ. Mặc định của hai con này thì nó là red switch cho âm thanh ghi quá không có tiếng click, quá rất là êm tai. Mỗi tội là start của hai con này chưa được cân anh em ạ, rất là nọc sọc. Anh em mua về phải mốt lại giúp mình nhé. Nói chung là anh em muốn trải nghiệm đầy đủ tính năng của một con bàn phím cơ custom trong cái phân khúc giá rẻ thì đây là một món hời cho anh em nhé.